Chào bạn, chúng ta gặp lại nhau trên kênh công nghệ. Hôm nay sẽ không có test tiếc gì đâu nhé. Đây là một bộ combo mà một khách hàng gửi đến nhờ mình sửa. Đây, các bạn nhìn đóng hàng không cẩn thận nó bị móp này. Vì sao làm cái video này? Vì đây là một bộ combo khá ngon, mên rất ngon các bạn nhé. B75 G43 Kim Minh, con bên này bây giờ phải ngót nghét 1 triệu. Ở đây chúng ta thấy sử dụng một i5-3470. Nhưng cái phi lý ở đây chính là đang dùng hai thanh 2GB, các bạn nhìn thấy chưa? Hai thanh 2GB này. Giáp kiểu này rất phí. Hoặc đây là cái bộ cây nâng cấp từ từ. Có nghĩa là khách hàng có tiền thì khách hàng có quyền, và khách hàng muốn làm gì thì là quyền của khách hàng. Thêm một con cạc khá lạ, không biết là thí chủ dùng để làm cái gì. Tưởng chết nhưng vẫn sống, không bị sao cả. Chỉ lỗi cái mên thôi. Và bây giờ bộ cây này khách hàng yêu cầu là nâng cấp lên một con Cebu là i7. Đây, i7 đây. Cho đây. Mên đẹp không các bạn? Đầy đủ tất cả các tính năng. Không thể chê một cái điểm gì với một cái con mên thuộc cái phân khúc socket 1155 như này cả. Nhưng tại sao? Vì cái dòng mên này nó có một cái lỗi rất hay mà mình rất hay gặp. Các bạn nhìn hệ thống tỏa nhiệt này, rất sướng. Nhưng chính vì cái hệ thống tỏa nhiệt này khiến nó bị chết. Đây, các bạn nhìn thấy. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem nhé, xong mình chỉ cái lỗi cho các bạn. Vì vậy là đôi khi mà các bạn sử dụng những con mên này, các bạn có thể tháo ra các bạn vệ sinh để hạn chế tình trạng chết như này. Mình gặp khá nhiều với những cái dòng mà được bao tỏa nhiệt cái phần Cebu để cho nó ổn định. Đây các bạn nhìn nhé. Khi bao tỏa nhiệt này, nó bị bụi, bị ẩm. Các bạn vệ sinh bên ngoài thì cái bẩn nó vẫn còn ở bên trong này. Dẫn đến, đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Chân linh kiện nó bị rỉ này. Mà khi chân linh kiện bị rỉ thì nó tương đương với điều kiện đấy là những con điện trở, và nó sẽ dẫn thông điện qua. Mình sửa, mình chưa vệ sinh này, đây là chỗ sửa này. Vệ sinh qua đây nhá, tí nữa mình sẽ vệ sinh tiếp. Mình sẽ chỉ cho bạn chi tiết cái chỗ nó sửa này. Do cái điều kiện ẩm mốc ở vị trí đó nên cái con linh kiện này nó bị thối, nó bị bay chân. Vì vậy là chỉ cần thay thế là ok. Đây là một cái bệnh khá hay gặp của cái dòng B75 Gaming. Mà cái phổ cập nhất là khi các bạn kích nguồn lên, cái quạt Cebu quay, sau đó nó ngắt luôn và nó không bao giờ quay nữa. Thì các bạn nhớ đến cái vị trí mà Tùng đã quay video cho các bạn nhé. Rất hay bị ẩm mốc do cái hệ thống tỏa nhiệt này, dẫn đến tình trạng là thối chân linh kiện, tương đương với tình trạng là đứt vỉ mạch và không sử dụng được nữa. Bây giờ thì xong rồi và đã thay thế Cebu, chúng ta sẽ cùng nhau test xem nó lên hình ra sao các bạn nhé. Vì vậy, kinh nghiệm chúng ta, mên có hiện đại đến mấy, đôi khi các bạn vẫn phải vệ sinh những cái chỗ như này. Đây là một cái mút dẫn nhiệt để truyền cái nhiệt độ từ cái hệ thống phét của nguồn Vco để cho cái hệ thống phét này mát hơn, để cho Cebu chạy ổn định hơn. Nhưng cũng chính nhờ nó mà dẫn đến tình trạng là chết như này, và các bạn phải mất tiền oan, được cái lọ, mất cái chai. Đó là cái lẽ thường tình của cuộc sống đúng không ạ? Khách hàng đòi nâng cấp Cebu nhưng tư vấn nâng cấp RAM thì không nâng cấp, vẫn sử dụng 4GB. Và đây cũng chính là cái nhược điểm của cái bộ combo này. Nhớ các bạn, đã lên hình và sử dụng bình thường. Tất cả cái đồ sửa chữa ở Note 2 sẽ được bảo hành 1 tháng. Trong cái thời gian bảo hành mà không thể bảo hành được thì chúng tôi hoàn trả các bạn 100% cái phí sửa chữa nhé. Và trong cái quá trình các bạn gửi đồ sửa chữa, ví dụ gửi mên mà những con Cebu của bạn cũ quá hoặc RAM các bạn thấp quá, các bạn muốn đổi thì các bạn có thể gửi kèm luôn nhé. Sau khi cái quá trình sửa chữa thành công, chúng ta có thể đổi để hạn chế chi phí.